Lực sĩ miền Tây, tới đây là ngư. Được, nhớ được. Tới đây là ngư, tới đây là ngư. Trời nên luôn à. Đúng luôn á. Hồi kéo về nổi không? Ấm gài lâu quá mình đi tập game cho nên là chân hơi yếu các bạn. Đây bây giờ mấy anh em sẽ di chuyển qua hướng khác các bạn ơi. Hướng gần tới Tây Thiên rồi đó. Đi chỗ ra đây. Rồi qua sông luôn đi. Ngồi xuống, ngồi xuống rồi. Quay, ấy, kì, từ từ nha. Qua nè. Thôi cho vô bằng qua trước đi. Quay cái đít qua cho vô bằng qua trước đi. Nguy hiểm quá. Đừng có rung nha, từ từ nha. Cảnh này căng lắm à. Cảnh này tôi đi tôi lại nhiều lần lắm à. Rồi đưa cái đít cho vô trong đi. Vậy hồi xuống đây nè. Đưa đít cho vô bằng vô trong một cái đi. Bà phải nhắn. Thôi mình xóa lội thôi. Xuống tắm cho nó mát. Sao dữ lắm à. Từ 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 từ. Đầu mới lên sình. Từ từ. Rồi bây giờ mấy anh em xả thân cứu nước. Giờ tới em qua các bạn ơi. Chào mọi người nha, bây giờ Tùng đang móc cá các bạn ơi. Hai cá. Đen 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 đen. Dính nào? Hai con. Dính hai con luôn hả? Dữ vậy? Má bự dữ trời. Đú cặp luôn. Quá đã các bạn ơi. Nhỏ làm lẻ cũng đừng lẻ. Ôi. Nhỏ làm đồng hồng nữa. Hai tay bắt hai con luôn. Hai con ơi. Trời. Má chứ nó bẻ trứng kìa. Coi chừng vô. Chụp vô cái lóc kia banh luôn. Má còn. Bây giờ ổng đẳng mà lạng lên rồi kìa. Giờ tôi sẽ cắt cỏ để bắt chuột các bạn ơi. Trời tới luôn à. Đây giờ mấy anh em đã thu hoạch cỏ xong rồi các bạn. Giờ tới thu hoạch chuột. Đây làm có bờ. Bữa nay tối làm có bờ. Ở đây có bờ nhà các bạn ơi, cho nên mới ra mấy cắt theo. Cái gì? Dạ. Dạ. Nó nóc luôn rồi. Bây giờ không hay. Ừ. Máu không? Đây làm từ thiện. Đây làm từ thiện kìa ơi. Hiến máu. Dạ, bây giờ mấy anh em sẽ bơm nước các bạn. Khởi động máy nào. Bây giờ mới có được nhớ các bạn ơi. Ở đây hai người đã nó chạy vô đây đói luôn. Vâng. Đó 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 đó. Chạy lại đó vô bạn. Rồi nhóc cái cho luôn nè nhiều ơi. Đó 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 đó. Hay lắm các bạn ơi. Con này khai nhau trên trời với ngồi. Lấy lòng. Ô chuột bự quá các bạn ơi. Mang lẻ là sao đó vậy? Nghe kiến nẻ không? Hăng đơn mà. Hăng lẻ là nó vậy vậy? Chặn con một quá. Ở chỗ đây nè. Tà bỏ lửa rồi. Chuột nó mọc quá ha. Chuột nang mãn cầu không à. Chuột nang chống ung thư nha các bạn ơi. Ăn mẫn cầu xiêm không á. Ngay vừa mẫn cầu người ta nó phá lắm các bạn. Vũ khí gì chuột. Dây vũ dây. Hết hả. Mà hang bắt ếch luôn các bạn ơi. Sát thủ gặp. Nãy sát thủ bắt hai con cá với một con ếch nha các bạn. Phải dạng vừa đâu.
Tới mùa đi biết tay. Này đánh lẻ không đủ đủ mồi nha. Rồi, chào mọi người nha. Bây giờ mấy anh em đi bắt chuột, gặp nhà người quen thì chi ăn việc bắt chuột thì nhà tải mì. Vô qua nhà cô. Dạ. Đây là nhà cô tải mì, mì xào. Có nhiêu đó. Đúng rồi. Dạ. Chém đi. Cây này nó ra. Lá cách là đủ thứ hết. Ừ, đủ thứ hết. Cái này, Dạ. Đây ngồi ăn cho nó lịch sử nhé. Dạ. Đó mình kệ đi, cây nhà lá vườn mà. Sao này tính queo vườn vườn. Em tính queo vậy. Sao kế cái bạn hả? Bạn giống cái. Dạ. Không ngồi đây đi. Trời ơi, ăn gì rồi. Lâu lâu nhào vậy. Dạ. Nhào ống giờ bự trời. Trời ơi, bữa đồng bữa. Dạ lên rồi. Mới vô bộ. Chém chém nó làm nó chắc. Ôi, không được. Cho ngủ luôn vậy. Này đủ ngủ luôn. Cái nó cũng còn ta nè. Nhiều. Nhiều cho thấy sao nhiều. Mới nó mà. Nó phải nhiều qua tiền, hôm qua tiền bố bỏ nhậu rồi. Kêu vô nhậu thôi. Nó đủ đủ chưa? Có đủ chưa? Ông biết cái này giờ cũng năm quá trời ghét mày không? Đi bắt chuột lấy bộ người. Đâu bữa nay bả dọn cái phòng của bả kìa. Hồi nãy con cầu chúa gặp được cái ổi đi ăn, bữa nay bây giờ tự nhiên xuất hiện được cái dĩa mì. Nó nói không? Không đâu. Có độ mồi luôn nữa. Đây đây. Đi. Nắng lấy nha. Giờ mấy anh em đang nói bụng buổi trưa. 12 giờ trưa, nắng nè. Vô gặp cô giúp cho nhé bị xào. Mày đi. Sao mày sao? Không. Không mà gì nó cơm nha. Yên tâm thôi này. Con nấu một cái là nấu một một lần rồi ăn thôi. Dạ. Thấy người miền Tây mình thấy sao vậy? Có làm. Cái chỗ đó đó. Dạ dạ. Có rồi luôn. Dạ tao có luôn rồi. Dạ tao. Ăn đứng hai góc chứ hết rồi. Đây có rượu vô nhậu đi. Có mồi luôn. Cái giấc bỏ cho tôi. Còn cày bắt chuột mấy cày cho chú nữa. Chú dân nữa. Dạ, đó. Dạ, đó. Dạ, đó. Ông chơi con cái chịu chơi ông. Mấy ba cái ngồi miếng gì đó, không còn một miếng. Dạ. Anh nói ăn đó. Trời ơi, sao nước rồi. Dạ, dạ. Cày nước à. Ông ăn đi con, ăn đi. Chú nó bị thiên lại vậy, bên làm đi rồi. Con quay chút xíu à. Mày nào có xẻo là ngã kia ngang lắm rồi. Cả đi mấy cái này vui rồi. Cái đó ngon nhiều tiền như tại vì muốn cá cây. Rồi, cái tỏi tặng thưởng luôn các bạn ơi. Rồi, một cuốn. Cuốn thứ nhất. Hơi thứ nhất rồi nha. Có lá cách đồ ngon quá. Xong rồi. Dạ. 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 Thôi bây giờ mình cũng vô nhập tiệc các bạn ơi, để anh Tỏi anh gói hoài từ ngày hồi anh gói xong anh xỉu luôn mà. Xỉu gặp chuột thì quay tiếp các bạn. Đây đây đây, bây giờ mình sẽ bắt lóc các bạn. Qua anh kia gì? Cá lóc nhiều ơi, lấy xuồng đựng nhiều ơi. Bữa nay chắc mình thu hoạch cá lóc không quá. Đây có hàng. Đây là dữ á. Ồ, trọng nghe các bạn ơi. Đó. Lóc một lù luôn á. Lóc nha. Lấy cứ lấy cứ lấy. Đủ à. Ê, cắn à. Bao tay bao tay. Thôi là đang con bự quá. Thường là nó có hang, nó hang hai bên nè. Hai con cũng vậy. Hai con cá lóc luôn. Khoan khoan lại, la chặn chặn người tiếp á. Chặn chặn tiếp kìa. Xảm hang lại vậy, cá gô, cá gô, cá kìa. Bắt cá gô kìa. Bắt cá gô kìa các bạn. Bắt cái này. Còn con. Phải cầm kỹ nha. Bắt đầu, thả anh bờ đi. Thả anh bờ đi các bạn. Thả mạnh anh bờ. Thả mạnh.
Đây, em cũng bắt yếm cá rô rồi các bạn ơi. Ôi, rồi, ống sinh cá rô rồi. Nó hoài không. Đây, tùng móc con cá lên các bạn. Năng cho em qua. Kì ơi. Đây, để anh che mắt cho. Bàn tay của chúa này không? Rồi tùng móc cá lên như thế nào các bạn. Không kêu được không? Lên cặp cá các bạn ơi, cá lóc còn không? Đây nhớ không? Rồi tống sinh hao không nhỏ thôi, bự hơn, bự hơn cái nơi chút. À, bự hơn cá bắt nãy. Ừ. Cùng là chỉ có một em sống sót thôi. Mấy anh em sẽ đi qua đường kinh bên đây để bắt chuột các bạn. Đây, thì tỏi bên đây đổ dớn luôn các bạn ơi. Cái gì? Ốc u đen quá. Ốc u đen nhóc nè. Gõ thấy mình đẹp ăn nè. Đâu, nhiều nữa không? Có ốc u đen không các bạn ơi? Đã ha. Quá mập. Có mồi, có mồi. Thôi dùm nữa. Ừ. Đây. Thu hoạch. Này giỡn nhà nha bạn ơi. Giỡn nhà nha, phải giỡn người ta nha. Bậy nha. Nhà tôi dưới kia nha. Ừ. Bắt cái con ếch trong này. Bỏ con cá vô luôn. Bắt có bảy mấy công à. Bỏ vô lên đây, bỏ con cá vô đây nha. Con ếch cẩm. Bắt bẻ giòn. Bắt bẻ giòn. Ở đây bọn hang bọn hổm nè, hang bự lắm nè. Rồi, chín nè. Đây. Wow. Em kia vô em. Kia. Em này thất hồn nha. Giật em nhỏ xíu lên thất hồn. Bọn hổm hang bọn hổm nè. Lắp rồi bạn, còn cái rô nữa đấy à. Cái rô dưới đó. Đi. Rô bạc rô luôn á. Bạc rô bạc. Cái mà mấy hang là cũng bọn cái các bạn. Còn nãy đánh lẻ luôn các bạn ơi. Dẫn này vô ốc dưới. Ốc có bút bụi đen nhóc luôn kìa. Để con ếch dưới đó Tùng. Ngồi đậu dưới á. Để ngồi đậu ra cái nó cái nó phát cái gì. Đi kìa kìa. Đó đó đó. Cho nó nhảy ra luôn. Con ếch này nãy mình bắt gì ta? À, phải là Tùng bắt phải không? Nãy bắt ếch kìa. Bỏ trong kia rồi. Ở đây mấy anh em sẽ đi thu hoạch chuột ở đây. Người ta cũng rất là mong mấy anh em bắt chuột ở đây. Tại vì nó ăn phá mấy cái nồi này nè các bạn. Phá mấy cái nồi như thế này nè. Nó hay cắn cuốn. Nhây. Cái gì vậy? Nồi kiến là gì? Sao? Đâu con rùa cái chèo bự quá bự các bạn ơi, nè quay các bạn xem nha. Kề cái chèo trắng nè. Đổi đổi rồi. Đổi rồi. Quá đi. Cái chèo bự quá thả đi ơi, ghê quá. À, thôi rồi cái mệt lắm à. Để mà chạy nó la chết luôn à. Đâu con cóc khổng lồ. Cái đầu giống bên đây coi có vô cái gì lạ lạ nha các bạn. Có vô hàng quý hiếm vậy nha. Lương hả? Ôi quá, coi. Cái lóc. Lóc với ốc. Rồi, rắc đẹp rồi vậy. Ra hết rồi. Nó đây bận quá trời. Cái chuột đã lâu rồi thăm nó khá. Con chuột đã bói mấy lương hết rồi các bạn ơi. Còn được em cái lóc với ốc. Bắt từ đó luôn à. Đá bù đen là bù đen mấy con. Đây có bù đen là cũng tương lai ha. Rồi thả mở ốc xuống để móc vô giới rồi đâu, khẻ khẻ rồi. Cái này không bay vợ trộn. Nhớ nhà nha các bạn ơi. Cũng hiểu nhầm nha. Cái này cái gì con ba nó không rửa. Ừ. Người không biết á. Thấy mình đi xa quá nè. Bây giờ bu vàng bu đen gì cũng quất cái đó. Tại đó đặt chơi chơi hả? Bu vàng không ăn hả? Ở đây có bu đen đó thôi. Anh tỏi không có gì nhiều bằng đất đó vậy hả? Có bu đen nè. Sao dùng này có đó ta? Dùng mình có đó chị ha. Mập luôn. Các bạn nó dần bao nè các bạn. Ôi trời. Còn 2 cái. Giờ có chị khủng. Lên nhiều rồi thôi là sát mé rồi các bạn ơi. Đây là cái chân chắc cá vô nha các bạn. Đây, nãy tôi hoạch nửa bao à. Đây, cái giống ốc nóc luôn. Ốc cua, mát quá mát. Ủa nãy mình thăm ốc mà. Cua gì? Trời ơi, ngộm lại phải. Ủa này vỏ không vậy ta? Nghe tiếng vỏ không á. Đấy, lươn, 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 lươn cả lá nè. Bự không?
600 ngàn hả? Là cả thứ mấy rồi? Vô ăn mấy con cá thúi á. À, cũng như là những gì giống nữ. Cũng như mình đãi lâu lâu mình nít thăm đấy ha. Quay! Quay! Trời ơi, con khủng mà vô cái mặt nghe tỏi ơi. Vô con khủng các bạn ơi. Trời ơi, cài lại ơi. Lâu lâu mới được mấy cua đó nghe bạn ơi. Giờ mình đã cài mình thả lại thôi. Lấy cài thôi. Ủa, cua đen nhóc quá trời lùa ơi. Bữa nay nó không cũng xỉu nữa. Đây, lưng chưa to lắm rồi. Đâu, ba lưng bự lắm nha bạn ơi. Nè, nè, lưng khủng nè. Ba đâu, giả lên cái. Bự lắm à. Rồi, con này lưng nhất rồi, vô rồi. Đây, chủ yếu mình đặt để lấy lưng thôi. Vô các bạn ơi. Chứ mình sẽ cho coi luôn. Qua đây nè. Các bạn coi anh tỏi không xin lắm rồi các bạn. Giỏi luôn. Nổi lòn. Nghe tỏi chỉ không xin ngon ngon ha. Nổi lòn nha. Giỏi không. Vô liên khủng nữa xíu mình qua đây mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Ok không có đường qua. Đi bánh có được không? Không chứ bị anh. Tay con liên khủng nha các bạn ơi. Lưng bự lắm nha các bạn. Trời ơi. Chụp cái là hai thằng chạy sẵn luôn á. Hai thằng chạy sẵn luôn á. Ừ. Chụp nha các bạn ơi. Còn cái giới cuối. Này, còn cái 12 cái nụt cuối nha các bạn ơi. Tôi ngứa dầu nữa rồi ta. Nè. Ồ, mạnh quá ốc luôn. Ốc vậy là làm ốc nhồi tiếp nha. Mấy con chuột nó cắn cái gì? Vậy là phải, bởi vậy phải diệt chuột nó mới được. Diệt chuột trước hả? Giờ ta đóng ốc nè. Lửa. Ốc lửa. Ngọt mịn. Cắn nè. Còn gì cổ. Chuột nó cắn. Cái tay ốc lá nhóc luôn trời. Bù đen quá trời ha. Nhóc luôn. Ốc bù đen hay ốc lát? Bù đen, ốc lát mấy thứ mà nội. Ốc lát khác nữa. Ốc lát là mình nó có lát cái gì? Đâu có, ốc lát khác nha ơi. Bây giờ mấy anh em sẽ bơm bên đây các bạn ơi. Đây là đây để quay cho các bạn xem. Để chuẩn bị chưa? Trẻ bỗng rồi cầm thẳng chạy. Giờ mấy anh em sẽ bơm xả láng ở đây nha các bạn ơi. Không có gào gì hết. Nói gì nói vậy? Leo cây rồi. Đây, lấy súng trẻ. Hay dữ ta. Để lại lúc chim nhỏ rồi. Ô chuột, được cà má luôn. Ây da, đang cố gà, đúng gà. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đây, đây, đây. Đây, đây. Chuột này lên đỏ các bạn ơi. Đây, con chuột đây nè các bạn. Đâu vậy? Còn giống đó. Coi nó có qua bên cây kia không? Thì không quên cái nữa hả? Ê, ê, rồi Tùng ơi. Đâu sao đâu, muốn chạm chứ. Chạm đi còn khấu chút xíu à, đứng không được. Cái này tao bắt mày luôn. Trời. Rung cái gót đi. Rung cái gót thôi Tùng ơi. Thấy gì hả? Nó không giới nó dễ vậy, nó bò lên rồi. Trời ơi. Nó lên tới đó là nó kích rồi, nó không ấy đâu. Đưa xuống rồi vậy. Vậy na. Mẹ ông nội tao ơi. Tao nó leo lên tới trên. Chưa. Dạ. Trời. Trời leo ngập trên đó luôn. Thục, chuẩn bị dưới nè. Thôi tỏi ơi, thục bia kìa. Tùng leo ngập trên này các bạn ơi. Thế nào? Thục bây da luôn. Đó rồi. Xuống đây con được xuống nè ta Tùng ơi. Bây giờ nó nhảy ra. Đây. Khoa chụp chỉa thành công. Coi xuống Tùng ơi. Cái coi cái chuột kìa vậy. Đâu rồi? Không thấy luôn. Trời. Dạ thay thay hả? Đủ bé có chuột gì kì trời. Chuột tây thiên. Trời mới thấy rồi nha. Leo lên ngập trên đọt chạm. Vì nó không bay luôn mà. Ừ, không phóng. Trời ơi. Má nó thề nó dạng. Ở dưới đưa lên cái đưa bụng á. Nhảy. Ôi, chết cái nè. Rồi rồi má nhìn thông ra. Xuống dưới lại chứ. Đừng này nó lội cho tim. Nó lên tim không? Chuột nó biết có đây mình thở cây ra đây. Tới luôn. Tuốt trước luôn nè. Nói đầu đó, cái quyền nói đầu đó. Em đi tới trước. Đi tới chứ chặn đầu.
ghẻ theo đi ha, ghẻ chẻ mũi chẻ theo đi để nó nổi đầu. Tuốt trước luôn hay ơi, tuốt trước luôn rồi, ngập luôn rồi. Con sụt để lặn dữ thì trời. Nổi bây giờ nè. Tụng nó leo tuốt cho anh. Ôi trời. Đừng có đảo lại nha. Tiêu tìm luôn. Ê kìa kìa kìa. Chính không? Vột rồi, vột, vột. Nó quay lại nè, vô, vô. Nổi, nổi rồi. Đâu rồi? Đó, đó, đó. Anh sẽ đưa em vào tay hả? Hay quá, cô tỏi. Ồ, chào bà. Ê em. Ê, bộ, ê. Cẩn thận cứu lửa. Cho nó tỏ hả? Dừng dừng ra, chụp cái đầu luôn. Ờ, chụp đáy. Chạy kìa. Tôi sẽ ăn các bạn ơi. Chạy kìa. Cái bào tai đâu? Con này nó khôn quá trời luôn ha. Khôn quá. Bắt từ từ cho chắc ăn các bạn ơi. Tay chân không? Làm leo nãy giờ. Đụng leo thuốc trên đọt trời. Nó bay chim vậy. Nhờ Quý Thục đi ra, Quý Thục là mệt rồi. Quý Thục là xong rồi. Ăn chuột đó là ăn mới ngon đó. Chứ nãy giờ mệt quá ăn chuột. Bự. À, con chuột chưa vô giới nha các bạn ơi. Á chuột khùng. Á chuột khùng hay vậy trời, chui vô giới. Chui vô. Đâu chui vô, vô vô đó trời. Con đó thì hết chạy rồi đó, bắt con kia đi. Trời ơi. Con để đó chuột này nè. Ra hả? Đang canh chuột lên các bạn ơi. Để mấy con chú này. Nó trống rồi, nó không sống nổi đâu. Chạy qua trên lặng hồi vô vấn. Đây, dở vấn bắt chuột các bạn. Thu hoạch chuột. Chuẩn bị vô chuột khủng nha. Chui vô đó là không có đường ra. Không chạy vào ra là bắt nó liền. Nó khôn quá, chui đó là mình không biết đó, không phải giờ. Để cắn lỗ ra. Không thôi là chết luôn. Ừ. Chuột đu giới nè các bạn ơi. Mình bắt là cho em trai. Thâu te vậy. Gì? Ê, ảo ơi, vô cắn giỡn anh hư giỡn anh dạng lắm à. Cá hả? Nó nhảy ra ngoài ơi. Nó nhảy vô đây nè. Không sao đâu, không sao đâu. Chịu nhảy ra luôn á. Nước, để nước nhảy ra luôn á. Giỡn bên này chuột vô nữa các bạn ơi. Vậy là nãy giờ mấy chuột nãy vô giỡn hết nè. Ờ, chắc phải là đủ rồi. Đủ cổ hết á. Kỳ trời. Mới thấy rồi ta. Nó lũi sao mà vô ngay giỡn vậy. Nãy giờ mắc hết mấy ký lương rồi. Nãy giờ. Ở nãy giờ không thấy lên tim. Không thấy lên tim luôn, nó vô trong giỡn. Qua đầu giỡn kia chừng chuột vô nữa. Nãy thấy cung cung giỡn mà. Đó cái là trời ngủ để tụi cung giỡn. Chuột vô giỡn. Đời cái tối cho mấy mẹ ơi. Bóp ra đây, bóp động cái đi. Có sống hả? Bóp cho nó gây tê nó cái đi. Gây tê nó nhẹ cái đi. Giữ lắm không? Gây chết luôn. Bóp. Thuốc này thuốc tốt gây chết luôn à. Rồi ra đó. Lội mắt luôn rồi. Nhúng cho nó lặn hay chút nữa ơi. Giỏi lắm ạ. Con nó cứng bụng luôn à. Bây giờ ngồi đám tôi thấy nha. Cái này chơi đó. Chơi. Có nữa các bạn ơi. Cái này không sống nổi đâu. Cái này du kích nhóc chơi mà. Qua anh kia vài người đi nha. Đổ máy á, hai ba con luôn kìa. Tám luôn. Chục bự, chục bự. Xuống rồi, xuống dưới rồi, nhưng mà chưa xuống, chạy bên kia thế ơi, chạy qua tuốt kia rồi, gốc cây bên kia bên kia. Sao? Rút ra coi sao. Chính không? Chăng nhiều lập công nha. Đó, hồi chục con chạy ra nhóc bây giờ.
Bà coi cho mấy đầu dớn nghe trên chỗ đó. Quá chục bự nha, vô hang rồi. Vô hang dưới giò á. Ở đó đó, có cái hang bự đó. Có cái hang bự đó, hang chạy vô ở đó đó. Kéo xuồng trước đây các bạn. Tụi con kìa, tụi con ra kìa. Hay lắm nhiều ơi. Nhiều đè chắc bể bụng chục. Vô hang luôn vậy. Đẹp cứt chỗ. Vô hang cái gì ơi. Trời bò lên giò không nổi ơi. Bắt chục con mới được. Chục kìa. Hay quá, hốt cái này. À, cái kìa. Đó, trời ơi, trời chết nhỏ. Đó. Xả luôn. Đó đi. Đó đi, ăn gì vậy? Nấu ăn chua.